Xin chào tất cả mọi người, mình là Trung. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về chủ đề tổng hợp 10 đồ án open source cực đỉnh. Chắc hẳn đối với nhiều bạn sinh viên IT năm cuối, cụm từ đồ án tốt nghiệp vừa là một thử thách, vừa là một nỗi lo không hề nhỏ đúng không? Làm đề tài gì cho ấn tượng, tìm source code ở đâu để tham khảo? Trong video này, mình sẽ chỉ cách tìm nhanh trên GitHub. Hãy nghĩ về GitHub như một mạng xã hội khổng lồ dành riêng cho lập trình viên. Đây là nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ mã nguồn và là một kho tài nguyên học tập tham khảo vô tận. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần quan trọng nhất, làm thế nào để tìm kiếm và chọn lọc được một đồ án tốt nghiệp đỉnh của chóp trên GitHub. Hãy cùng mình thực hành nhé. Đầu tiên, chúng ta cần từ khóa. Hãy quên việc tìm bằng tiếng Việt đi, vì cộng đồng quốc tế dùng tiếng Anh. Hãy sử dụng các từ khóa như capstone project, final year project hoặc graduation project. Khi kết quả hiện ra, có thể bạn sẽ hơi ngợp đấy, nhưng khoan đã. Giờ là lúc sử dụng các bộ lọc thần thánh của GitHub. Hãy nhìn sang bên trái này mình sẽ chọn ra các tiêu chí quan trọng nhất để lọc ra những repo chất lượng như Languages, đương nhiên rồi, hãy chọn ngôn ngữ lập trình mà bạn thành thạo. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn Python, Number of Star, một dự án có nhiều sao chứng tỏ nó được cộng đồng quan tâm và đánh giá cao. Hãy ưu tiên những dự án có vài trăm sao trở lên. Deadpool, nói một cách dễ hiểu, đây là thời điểm cuối cùng mà người lập trình tải cốt mới của họ lên dự án này. Hãy chọn những dự án có Deadpool trong vòng 1, 2 năm trở lại đây để đảm bảo tính hiện đại của nó và còn rất nhiều các tiêu chí khác tùy theo nhu cầu của mọi người để chọn lọc sau khi lọc xong chúng ta đã có một danh sách sạch hơn rất nhiều nhưng làm sao để biết một repo có thực sự ngon hay không đây là bốn dấu hiệu nhận biết một source code chất lượng ieadme md file này giống như bộ mặt của dự án một ieadme tốt sẽ có mô tả rõ ràng hình ảnh demo hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết cấu trúc thư mục rõ ràng nhìn vào cách tổ chức file bạn có thể đánh giá được sự chuyên nghiệp của người viết code và sau khi áp dụng những bộ lọc và tiêu chí trên, mình có thể dễ dàng tổng hợp được các đồ án cực kỳ hay ho và ấn tượng mà bạn có thể tìm thấy trên GitHub. Hy vọng rằng video này đã giúp các bạn có thêm nhiều ý tưởng và sự tự tin để bắt đầu hành trình làm đồ án tốt nghiệp của mình. GitHub là một thế giới rộng lớn, hãy dành thời gian khám phá nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like, một share và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video thú vị khác nhé.